Nàng dâu Vebis có mẹ chồng quốc dân, mẹ Jin Tuấn Kiệt cưng Kuka như con gái ruột, không cho đụng tay đụng chân làm gì. Nhưng mà mẹ Jin được cái là cứ thích làm hết mọi thứ thôi, chứ không có cho mình đụng tay đụng chân vô mặc dù. Cậu phải sống thật hạnh phúc, và cái hạnh phúc của tụi con là cả cái hạnh phúc của ba với mẹ. Khởi My được ủng hộ trong tất cả mọi chuyện, kể cả quyết định không có con. Mẹ chồng Khánh Thi hướng lên là tặng quà, ưa chốt đơn hàng hiệu cho con dâu. Chuyện mẹ chồng nàng dâu luôn là đề tài đau đầu của các cô gái mỗi khi lập gia đình. Thế nhưng có nhiều sao Việt lại may mắn khi không chỉ lấy chồng tốt mà còn được cả gia đình bên nội yêu thương, cưng chiều không khác gì bà Hoàng, Puka. Cô dâu tháng 11 Puka nào chỉ được cục chồng Jin Tuấn Kiệt cưng chiều yêu thương hết mực mà còn rất được lòng mẹ chồng. Chính cô nàng đã tiết lộ mẹ của Jin rất cưng con dâu, không để cho con dâu làm gì hết, cái gì cũng tự ôm lấy làm. Mẹ rất thích nấu ăn và ăn xong cũng thích tự dọn dẹp luôn, tuyệt đối không cho cô nàng đụng tay đụng chân vào việc gì mặc dù Puka rất muốn phụ giúp. Theo lời Puka thì mẹ chồng rất dễ gần, không có khoảng cách thế hệ, hai mẹ con như bạn bè rất dễ tâm sự, mẹ lại còn rất hiện đại nữa, thậm chí xì tin hơn cả con dâu luôn nha. Trước đó trong giai đoạn Jin Pu chuẩn bị đám cưới, lần đầu tiên Puka đăng ảnh cưới lên khoe cùng mọi người, thì mẹ của chú rể đã lập tức chia sẻ bài đăng của cô nàng kèm theo dòng chữ: "Con dâu của tôi cho thấy sự hào hứng và chờ mong của mẹ, Harry Won." Sau đám cưới thế kỷ với Trấn Thành, Harry Won chính thức bước vào hàng ngũ những nàng dâu vàng được mẹ chồng cưng chiều, chăm lo hết mực. Thông thường, các nàng dâu mới cưới thường sẽ muốn sống riêng vì lo sợ chuyện cơm không lành, canh không ngọt với gia đình chồng. Thế nhưng, Harry Won hoàn toàn ngược lại, cô gạt phát ý định sống riêng ngay khi Trấn Thành đề cập. Cho đến thời điểm này, quyết định ở chung với gia đình Trấn Thành của Harry Won là hoàn toàn đúng đắn. Tất cả việc nhà từ A đến Z, mẹ Trấn Thành đều chăm lo để con dâu thoải mái tham gia các hoạt động nghệ thuật. Mẹ chồng Harry Won là kiểu người phụ nữ hiền lành, sống tình cảm nên rất thấu hiểu cho công việc của các con, chưa từng lên tiếng giày la chuyện gì. Nữ chính chàng trai năm ấy cảm thấy bản thân vô cùng may mắn vì có mẹ chồng tâm lý, thường xuyên lo lắng và chăm sóc hai vợ chồng rất nhiều. Khởi My. Có thể nói, quá trình yêu đương hay về làm dâu của Khởi My vô cùng thuận lợi. Ngay từ khi chưa về chung một nhà, Khởi My đã là con cưng trong mắt mẹ Kelvin Khánh. Thậm chí, cô còn thân thiết gọi hai tiếng má Vân đầy thân thương trong lúc cả hai còn chưa kết hôn. Trên trang cá nhân, má Vân rất thường xuyên chia sẻ những thông tin, hình ảnh về con dâu. Mỗi khi con dâu ra mắt sản phẩm mới là mẹ chồng không bao giờ quên kêu gọi khán giả ủng hộ. Đặc biệt hơn, khi Khởi My và Kelvin Khánh cùng đưa ra quyết định không sinh con thì mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu cũng chẳng có mấy thay đổi. Điều đó chứng tỏ, má Vân đã thực sự yêu thương và coi Khởi My như con gái ruột trong nhà mà thật tâm đối đãi. Dù đã ngoài 60 tuổi nhưng mẹ chồng Khởi My rất xì tin, có thể chính vì thế mà bà có tư tưởng thoải mái và thoáng hơn những bà mẹ chồng khác. Ngoài ra, tình cảm xui ra hai nhà cũng rất thân thiết. Không ít lần khán giả thấy má Vân, mẹ chồng và má Năm, mẹ đẻ của Khởi My cùng nhau đi du lịch, tổ chức sinh nhật chung. Khánh Thi. Từ ngày theo Phan Hiển về sống cùng gia đình chồng, Khánh Thi lại càng trẻ trung, xinh đẹp hơn. Dù phải chung sống với nhiều thế hệ trong cùng một ngôi nhà nhưng Khánh Thi vẫn cảm thấy thoải mái bởi cô được làm con trong nhà chứ không phải làm dâu. Bố mẹ chồng của Khánh Thi đều là người tâm lý, không can thiệp vào chuyện riêng tư của các con. Cặp đôi cũng được hai bên gia đình hậu thuẫn rất nhiều trong quá trình theo đuổi đam mê. Không chỉ có vậy, Khánh Thi cũng hay khoe khéo những món quà hàng hiệu như đồng hồ, túi sách mẹ chồng tặng mà chẳng phải dịp đặc biệt nào cả. Nhìn Khánh Thi ngày càng tươi trẻ, vô âu vô lo cũng đủ hiểu cuộc sống được cưng chiều ở nhà chồng như thế nào.